Giết Sương Bách là mục tiêu duy nhất. Phá nhà có Madrid hay không, không quan trọng. Biu 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 biu. Thế là sau Bạch phải sách ra ta, oánh cho Madrid có hiện nguyên hình ngay. Mình chính xác thủ chủ lực của bên phía đối phương. Hạ gục cho mình đã im rồi, đã Madrid đang là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng Bạch nói: ơ kìa, chú chim con, nho nhỏ. Nửa đầu chặng đua đấu trường giải vòng mùa đông 2021 đã khép lại với ngôi đầu bảng dành cho Flash. Tuy nhiên, một cuộc đua mới đã sẵn sàng mở ra. Đấu trường 4.0, nơi bản đồ meta trở nên thay đổi hoàn toàn, kéo theo những toan tính chiến thuật cần phải được đẩy lên đến mức cao nhất. Kẻ làm chủ được meta sẽ là kẻ mạnh, và kẻ mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Tâm điểm cho tuần đấu đầu tiên của lượt về đấu trường danh vọng sẽ là trận siêu kinh điển mới, nơi Team Flash và VGaming chứng minh cách họ tiến hóa theo thời cuộc. Ở lượt đi, đây là trận đấu đáng xem nhất theo bình chọn của người hâm mộ. Liệu Team Flash có tiếp tục bắn hạ đại bàng, hay VGaming sẽ làm nên một điều bất ngờ để khẳng định sức mạnh của họ trong một cuộc chơi mới? Khán giả theo dõi trận đấu còn có thể nhận được rất nhiều quà tặng ở mỗi ván đấu. Đừng bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của chặng đua lượt về đấu trường giải vọng mùa đông 2021, bắt đầu từ 17 giờ 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 trên các kênh sóng của Liên Quân Mobile.